ra đi. Em nào có lỗi lầm chi, sao anh bỏ ra đi? Để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm, buồn lên mấy nẻo hẹn hò anh biết không. Sương khuya lạnh đôi vai, đi về thui thui một mình, ưu tư nặng con tim. Em buồn thao thức cả đêm, sao anh bỏ ra đi? Bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược, giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Trong mơ mơ trong nỗi đau vui, em chợt biết rằng tội em nghèo quá người ơi. Mà treo mình vừa nghe một đoạn clip test qua chức năng đĩa CD bài số 2 Tội Tình của ca sĩ Hồng Trúc. Giờ em top nè nha. Đây mình sẽ lấy đĩa ra, ở đây nó có cái mũi tên. Thiết kế dạng trượt như vậy cực kỳ độc đáo. Đây bây giờ mình cho nó trượt xuống. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Panasonic BM50MD. Để em lấy cái lưới ra. Dàn này chức năng chính là CD hoạt động ok, MD không đọc. Phía sau dàn, thôi mình nói phía trước trước đi. CD hoạt động ok, MD không đọc. Thiết kế độc đáo với lo bass, dây trep có kích thước tương đương bằng nhau, và phía sau hậu lo có một cái súp, nên bộ này đánh bass cực kỳ lực luôn. Trong khi đó dàn này có thể chỉnh được trep, bass, super bass siêu trầm trên dàn. Dàn này mà các anh nhãn hàng mà nói không hay là em chịu thua vậy luôn đi. Bass bao chắc, chất lượng rất hay nha. Chiều cao của lo là 27 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 58 cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20-25 m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V, nên nếu nhà mình có ổn áp thì mình kéo điện 100V từ ổn áp ra sử dụng, còn không có thể mua đổi nguồn hoặc là dây kết nối điện thoại. Bên em để em ship chung dàn cho mình. Bên em ship hàng toàn quốc và bưu điện. Các anh nhận hàng tại nhà chỉ cần cọc giúp em 300.000 thì em sẽ ship hàng tới nơi. Mình nhận hàng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship nha. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931 008 099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn. Còn nếu không thì mình cứ nhắn tin Zalo cho em, để em gửi hình ảnh chi tiết trước sau của bộ dàn Pana BM50 cho các anh tham khảo trước khi mình quyết định mua hàng. Cái trep á nó gần bằng cái bass, nên cái tiếng trep rất là len keng nha. Nè các anh thấy không, trep mà em cho về không luôn á, không dám tăng trep, trep len keng lắm. Còn bass á thì đẩy cao lên đặng chi, đặng cho cái tiếng bass nó sâu nó mạnh, nghe nhạc vàng cho nó đã tai, nghe bùm 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 vậy. Hồi nãy giờ thì mình nghe nhạc qua chức năng CD rồi, thì bây giờ em sẽ test nhạc qua chức năng kết nối điện thoại cho mình tham khảo nha. Đặc biệt dàn này có ngõ optical, giải mã không cần mồi. Thì em sẽ quay mặt sau cho mình tham khảo luôn đi, rồi mình sẽ test nhạc qua điện thoại. Công suất của lo là 80W trên cặp lo, tức là 40W trên một thùng, có cái súp phía trong mà đánh nghe lực lắm luôn. Công suất của âm ly đâu rồi, là 40W, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Optical in, mình dùng giải mã không cần mồi, có cái súp nên có hai cái dây súp nè, đánh rất là lực nha. Ngõ out ý, cái nó điện thoại, tivi, máy tính, ngõ in, ngõ out. Đây là tổng thể mặt sau. Đây, bên em ship hàng toàn quốc nha, cọc giúp em 300.000 để em ship hàng. Lò thiết kế độc đáo với cái kiểu xéo góc như vậy. Đây. Bộ này vừa hay vừa độc đáo và giá thành cực kỳ hợp túi tiền, chỉnh bass trip, super bass full trên dàn luôn. Ở đây có chữ AOX nè. Mình nhắn vào AOX là Digitas nè, AOX Digitas thì lúc này mình giải mã không cần mồi, ghim optical vào ngõ in là xong. Analog thì lúc này là kết nối điện thoại, tivi, máy tính qua ngõ 3.5 ra 3.5. Bây giờ mình cùng nghe nhạc nha. Đây. Em chỉnh bass lên, tiếng bass rất lực luôn hả? Nè bass mình có thể nhả lại chút xíu, chép mình lên chút xíu nha. Mình lên những cái tiếng chép. Giờ đây anh sao nhớ thương đầy vơi,
tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Khi đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách giờ em xin kết thúc clip test. Bộ vàng này quá hay. Các anh nào mua bộ vàng ba nam này thì liên hệ số điện thoại cho bà đăng giúp em. Vài lời gửi cho em anh.